Bộ phim Dùng Lên Đánh Nhật. Năm 1938, Vũ Hán rơi vào tay Nhật. Chính phủ Quốc dân đảng ở Nam Kinh rút về Trùng Khánh. Quý Dương trở thành trọng địa chiến lược, đầu mối giao thông. Để ngăn quân Nhật phong tỏa, chặt đứt đường giao thông Tây Nam, cục phía Nam Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghiên cứu, quyết định thiết lập trạm giao thông ở Quý Dương. Sau chiến dịch Trung Nhật ở núi Côn Lôn, để đã thông đường giao thông Tây Nam, quân Nhật đã phái tiểu đội đến trung tâm Quý Dương tiến hành đo đạc địa chất và lấy tin tình báo. Trong thời gian đó, Quý Dương tràn đầy sóng gió. Ngài Kawano theo kế hoạch áp sát khu ban gia trại, cố gắng đừng kinh động đến thôn dân địa phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không để ai sống sót. Mau, mau, bắt lấy nó. Mau lên, bắt lấy nó. Mau lên. Ngài Kiko, chúng tôi đến Giang Nam Cốc, gần ban gia trại, không để lộ hành tung. Dừng lại. Thái quân, nó rất lợi hại. Người Trung Quốc nhát gan, để tôi xử lý. Đuổi theo, bắt lấy nó. Mau lên. Đuổi theo. Mừng quá, vui quá. Nhà tôi hôm nay đón cô dâu mới. Trạm giao thông Quý Dương của quân cách mạng quốc dân. Anh Dương. Anh Dương à, Nam Nhi chí tại bốn phương. Đợi cách mạng thắng lợi rồi, anh muốn lấy người đẹp hơn chị A Hà cũng còn được nữa là. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cậu thì hiểu cái gì về tình yêu. Thanh mai trúc mã, hai mươi mấy năm, trở thành một chén rượu mạnh. Anh Dương à,
A Hà, vì cách mạng, anh rời xa em. Nghe nói hôm nay em kết hôn. Anh ở đây chúc mừng em. Em yên tâm, võ công cha dạy, anh sẽ dùng vào chuyện hữu ích. Cuối cùng cũng có thể ăn no một bữa. Henki, làm rất tốt. Đi. Mau lên. Đằng trước có tiếng gì thế? Hình như là tiếng pháo. Đằng trước là ban gia trại có phải không? Phải, phải. Hình như là họ đang đón dâu. Cưới vợ à? Phải, cô gái xinh đẹp. Như vậy, như vậy. Cô gái xinh đẹp. Henki, mặc áo vào. Chúng ta tới ban gia trại. Người Trung Quốc có câu: lấy đức phục nhân. Cơ bắp của cậu không có tác dụng gì đâu. Rõ. Cậu dẫn đường. Dạ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau khi ngài Kawano tới ban gia trại, không được để thôn dân nào chạy thoát, để đề phòng lộ hành tung. Chú quý, chú quý, chú quý. Bên ngoài có rất nhiều quân Nhật. Quân Nhật tới rồi. Mọi người đừng hoảng loạn. Đừng hoảng loạn. Nghe tôi nói, đừng hoảng loạn. Phụ nữ và trẻ con, đi cửa sau trước. Mau lên, đi, đi mau. A Hà, con cũng đi đi. Cha, con không đi. Con ở lại cùng mọi người. Mau lên, con không đi. Người Nhật tới, không có cô dâu, làm sao mà được. Mau, bao giấy lại. Mau. Bốn chiếc. Cô rất đẹp. Thái quân nói cô rất đẹp. Cô dâu à, Thái quân hỏi cô có phải là cô dâu không? Nói đi chứ. Thái quân hỏi mấy người, cô ấy có phải là cô dâu không? Phải thì sao? Hung hăng thật đấy, tôi bắn chết cậu. Bỏ súng xuống. Chúc mừng mọi người. Thái quân chúc mừng mọi người. Khách sáo một chút. Hôm nay là ngày lành của mọi người. Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện ban nãy. Thái quân nói xin lỗi vì chuyện ban nãy. Henki, mang quà đã chuẩn bị tới. Rõ. Này, đừng động vào.
Ông lão, đây là quà mừng, mong ông nhận cho. Thái Quân nói rồi, tặng con lợn này cho mọi người. Các người tiếp tục ăn uống, hát hò đi. Chúng tôi không cần lợn của mấy người, cút đi. Khốn kiếp, dừng tay. Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Nếu họ đã đến, thì chính là khách. Không được vô lễ. Ông ta nói gì? Ông ta nói phải tiếp đãi chúng ta thật cẩn thận. Nói với ông ta, tiếp đãi thì thôi, chuẩn bị phòng cho chúng ta nghỉ ngơi là được. Dạ. Thái Quân nói tìm căn phòng cho chúng tôi nghỉ ngơi. Tự dưng đưa bọn họ tới phòng của đại bá. Đi đi. Cha cậu đã nói rồi, thì cậu mau đi đi. Thái Quân, mời. Cảm ơn. Đậu phụ đây. Đậu phụ đây. Tấp nập quá. Ông chủ, mua ít đậu phụ. Tránh ra. Người Trung Quốc sắp mất nước tới nơi mà còn vui vẻ như vậy. Sau này những nơi như thế phải nói tiếng Trung. Anh Hướng Dương, họ nói gì? Tiếng Nhật. Cha, A Hà nói cô ấy không về nhà mẹ nữa. Không về nữa à? Không được. Đây là phong tục hàng trăm năm nay của chúng ta. Không thể nói phá là phá. Cha, quân Nhật đến chỗ chúng ta khẳng định có mục đích riêng. Trong lòng con cảm thấy không yên tâm. Có cái gì mà không yên tâm? Biết đâu quân Nhật chỉ đi ngang qua trại chúng ta thì sao? Cha, con đã gả cho hữu dân rồi. Con muốn ở cùng mọi người. Đợi quân Nhật đi rồi, con quay lại nhà cũng được. Vậy chỗ mẹ con phải làm sao ăn nói đây? Con đã báo tin cho mẹ, cha cứ yên tâm. Hôm nay vốn là ngày lành của mấy đứa. Ai ngờ quân Nhật lại tới. Cho họ tới. Tới thì đánh thôi. Phải, đánh Nhật. Nhìn bộ dạng chó cậy hơi chủ của tên quan phiên dịch hôm nay đi. Không được, không được lỗ mãng. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là phải làm cho rõ vì sao quân Nhật tới chỗ chúng ta. Đã mấy ngày không ăn gì rồi. Đúng vậy, chết đói mất. Ở đâu có thức ăn? Thái Quân, tôi nào biết. Đây là nơi không có người ở. Thái Quân cố nhịn đi. Lợn đừng tới miệng rồi, còn tặng cho người khác, đáng đời. Vậy chúng ta ăn cái gì? Tôi đâu có biết. Cố nhịn đi. Cậu nói cái gì? Bỏ đi, bỏ đi. Khốn kiếp. Thái Quân. Khốn kiếp. Đưa đây. Khốn kiếp. Tập hợp. Thái Quân. Mấy người đang làm gì thế? Cho dù mấy ngày không được ăn cơm thì cũng không được ngã xuống. Vì chúng ta là binh sĩ hoàng quân của đế quốc Nhật Bản, nhất định phải giữ vững tinh thần. Rõ.
Ngài Kawano đã lắp đặt xong điện đài, gửi điện báo đến quý dương cho Kiku, nói là chúng ta đã đến địa điểm chỉ định. Các binh sĩ đều tràn đầy tinh thần chiến đấu, tinh thần phấn chấn, cơ máu không lo. Trạm tình báo ngầm ở quý dương của quân Nhật, họ đang đóng quân ở bang gia trại, sẽ mau chóng triển khai khảo sát thực địa để chọn nơi hạ cánh máy bay và mau chóng hoàn thành tài liệu tình báo. Chuyện này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở đường giao thông Tây Nam. Gửi lại điện báo cho ngài Kawano trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng chung sống hòa bình với mọi người, tuyệt đối không được để lộ mục đích của quân chúng ta. Có tiến triển gì thì lập tức báo cáo. Rõ. Còn nữa, tất cả điện báo đều phải gửi bằng mật mã. Dạ. Tôi phân tích chắc không phải là của Quốc dân đảng. Ngoài chỗ chúng ta và Quốc dân đảng thì còn ai có thể có điện đài? Điện báo gửi bằng mật mã, không thể phá giải, rất khó xác định. Người Trung Quốc sắp mất nước tới nơi rồi. Lẽ nào đặc vụ Nhật Bản đã trà trộn vào Quý Dương? Nếu muốn mở đường giao thông Tây Nam thì nhất định phải đi qua Quý Dương. Rất có khả năng. Tín hiệu này sẽ còn xuất hiện. Chú ý giám sát chặt chẽ, chủ yếu là phương hướng của quân Nhật. Dạ. Mọi người, Hoàng quân Đế quốc Nhật Bản chúng tôi đến chỗ mọi người với lòng hữu nghị. Chúng tôi muốn giúp mọi người, bảo vệ mọi người. Mọi người nghe cho rõ, Thái quân là bạn của mọi người, đến đây để giúp đỡ mọi người, bảo vệ mọi người. Cái này cháu ăn đi. Đây là bánh quy, ngọt lắm, có thể ăn được. Tôi, bạn cháu, cháu ăn đi. Đây là lương khô, ngọt lắm, có thể ăn được. Tôi ăn cho cháu xem. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Nếu mọi người ủng hộ Hoàng quân, Hoàng quân sẽ có thưởng cho mọi người. Thái quân nói rồi, không đi nữa mà ở lại đây. Có chuyện gì mọi người phải phối hợp, tuyệt đối không thể để họ ở lại. Nhất định phải đuổi họ ra khỏi trại. Thái quân hỏi mấy người thì thầm cái gì, nói to lên, không được thì thầm. Mọi người đừng sợ, tất cả nghe lời tôi. Nói cái gì vậy? Phiên dịch lại đi. Chúng tôi sẽ tiếp đãi tử tế. Thái quân, ông ta nói sẽ chuẩn bị rượu thịt ngon để tiếp đãi chúng ta. Ông đúng là người tốt. Bảo họ chuẩn bị đồ ăn đi. Rõ. Mau chuẩn bị đồ ăn. No quá đi, hương vị đúng là không tệ. Phải rồi, ngày mai bảo ông lão kia dẫn đường cho chúng ta. Dạ.
Bá Kha! Khốn kiếp! Thái quân, xin lỗi, nói tiếng Nhật, tôi bị đi ngoài, khốn kiếp! Thái quân, cậu chết chắc rồi! Thái quân, xin lỗi! Cậu chết chắc rồi! Lần này, quân Nhật chắc chắn sẽ không dễ chịu, để bọn họ đều bị đi ngoài. Tiếc là không có thuốc độc, nếu không trực tiếp độc chết họ. Phải đấy, sao phải tốn công như thế, cho một đau là xong. Phải, còn cần thuốc độc làm gì? Cha. Cha à, đây, cha lấy đâu ra? Đây đều là năm đó cha đánh thổ phỉ để lại, cha vẫn luôn bảo quản. Vậy thì tốt rồi, chúng ta có thể dùng nó để đánh quân Nhật. Chỉ tiếc là hơi ít đạn, còn hơn là không có. Cái này tốt hơn súng săn của chúng ta nhiều. Còn có lựu đạn nữa. Mọi người nói quân Nhật đến nơi sơn cùng thủy tận này là có mục đích gì? Mặc kệ bọn họ muốn gì, nói chung đều không có lòng tốt. Ngày mai ta sẽ dẫn đường cho họ, xem có thể nghe ngóng được tin tức gì không. Ông dẫn đường cho Hoàng quân, Hoàng quân sẽ không bạc đãi ông. Của ông ấy. Đây. Dạ. Này, Hoàng quân thưởng cho ông. Cậu cầm cả đi. Nói nhỏ thôi, tôi cầm cả nha. Để tôi giữ giùm ông. Được rồi, dẫn đường cho Hoàng quân đi. Rốt cuộc mấy người muốn đi đâu? Cứ đi xung quanh đây, tìm một nơi đất rộng. Hoàng quân muốn xem địa hình ở đây. Hoàng quân muốn ngắm phong cảnh ở đây. Đi đi. Mau bám theo. Khảo sát địa hình, bản đồ. Địa hình nơi này rất tốt. Bốn bể đều là núi, rất dễ ẩn nấp. Nơi này mà làm sân bay cũng không thành vấn đề. Mà cũng có thể thả tiếp tế vật chất xuống. Máu nhìn này, nhìn này. Thank you.
Khốn kiếp, Thái quân, không phải tôi. Làm sao mà tôi có thể đánh rắm trước mặt Thái quân được? Có muốn thì cũng phải là rắm điếc, sẽ không quấy rầy Thái quân hít thở không khí trong lành. Nơi này đẹp thiệt, rất giống quê hương chúng ta. Khốn kiếp, cảnh đẹp như vậy mà cậu lại có thể đánh đấm thối như vậy à? Dạ. Khốn kiếp. Không không. Quá trao quân Nhật cũng biết thưởng thức cảnh đẹp. Đúng. Lúc họ không tới xâm lược thì họ cũng từng là con người. Họ cần cha dẫn đường. Về thôi. Được. Đi. Ngài Kakono phải hoàn thành việc lựa chọn địa điểm hạ máy bay trong vòng 10 ngày. Rõ. Hành động sau đó càng phải bảo mật. Chúng ta phải tiến hành điều tra căn cứ địa đóng quân ở Quý Dương. Rõ. Giả sử họ là đặc vụ thì chắc cũng phải có người khác phối hợp. Trước tiên phải tìm được cứ điểm của họ, giám sát chặt chẽ, nhất định có thể tóm được cá lớn. Tôi đã bảo các huynh đệ đi tìm rồi, nhưng mà đặc vụ nữ này đúng là rất xinh đẹp. Thứ chúng ta cần là tin tình báo, còn người đẹp này thì cứ để lại cho người anh họ làm đặc vụ kia của cậu đi. Ngài Kawano, gần đây chắc có thể tìm được một nơi thích hợp hơn. Chúng ta không thể chỉ cân nhắc tới sân bay, mà còn phải cân nhắc đường lối, phải thuận tiện cho bộ đội hành động. Rõ. Thôn dân quanh đây cũng rất lợi hại. Ngài Kawano, điện báo của Kiko, đọc đi. Đẩy nhanh tốc độ, trong vòng 10 ngày phải hoàn thành. Trả lời là bước đầu đã chọn được địa điểm, đang tiến hành so sánh. Rõ. Quân Nhật tới chỗ chúng ta, khẳng định là phải có chuyện gì đó. Nhưng mà không hiểu bọn chúng nói cái gì. Tên Hán gian mập kia không nói, cũng không cho ta hỏi. Chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Chú quý, rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Đánh. Đợi họ làm xong việc thì quá trễ. Không được, không thể lỗ mãng. Cha à, cứ đánh trước. Biết đâu họ sẽ để lộ sơ hở. Vậy phải làm sao mà đánh? Đánh lén. Đánh lén à?
bắn. Khốn kiếp. Cậu bên này, cậu bên kia, tất cả theo sát. Theo tôi. Đưa cho tôi. Á đầu, á đầu, tiêu diệt hết. Lên. Á đầu, á đầu, á đầu, á hà, anh hữu dân. Mặc kệ tôi. Mau đi đi. A Đào, tôi sẽ không bỏ lại cậu. Đi, tôi cõng cậu. Đi mau đi. A Đào. Bảo vệ thôn dân của chúng ta. A Đào. A Đào. Bên kia. Anh hữu dân, mau đi thôi. Đi. Có phải ông bảo họ tập kích không? Thái Quân nói là ông bảo họ tập kích. Quan uổng quá, quan uổng quá. Làm sao tôi dám để Thái Quân chúng mai phục được? Tôi là lương dân, là lương dân. Ông không thành thật. Thái Quân nói ông không thành thật. Sao tôi lại không thành thật? Không phải tôi cũng suýt chút nữa đã mất mạng rồi sao? Ông nói thật đi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi vẫn luôn ở cùng các người. Nếu Thái Quân không tin thì tôi không làm người dẫn đường nữa. Sợ quá, tôi sắp sợ chết khiếp rồi. Họ là ai mà dám tập kích hoàng quân? Thái Quân hỏi bọn chúng là ai. Bọn chúng là thổ phỉ. Thổ phỉ ở trên núi. Thổ phỉ trên núi à? Lục soát núi. Thái Quân, nơi này rừng núi rậm rạp, chúng ta đừng vào sâu nữa. Khốn kiếp, đồ nhát gan. Tiến quân. Dạ. Ông lão, dẫn đường. Lâu như vậy rồi mà còn chưa ra, chắc không nhận nhầm chứ? Kiên nhẫn một chút.
Không phải. Người này cũng không giống. Người phụ nữ kia tóc ngắn hơn. Cố chờ thêm một chút. Không đúng. Mấy ngày nay tôi đều thấy họ ra vào chỗ này. Hai người ban nãy không bình thường. Hóa trang. Đuổi theo. Thái quân, cẩn thận, cẩn thận nguy hiểm. Ở đây có mai phục của quân Bát Lộ không? Có quân Bát Lộ không? Không dám chắc, nhưng mà nhất định là có sói và lợn rừng. Thôn dân nơi đây thường xuyên săn bắt. Mọi người cẩn thận. Thổ phỉ, thổ phỉ. Thái quân, tôi đã nói là đừng có tới rồi mà. Thổ phỉ ở đây rất nhiều năm. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Cút khỏi quốc gia của chúng tôi. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Kiên quyết không cho quân Nhật vào Quý Dương. Bảo vệ quê hương của chúng ta. Kiên quyết không cho quân Nhật vào Quý Dương. Đi. Bảo vệ quê hương của chúng ta. Hai người vừa nãy có vẻ không bình thường. Đuổi theo họ. Bên này. Khốn kiếp. Thái quân, Thái quân, Henki, Henki, Thái quân. Thái quân. Không sao chứ? Ông làm cái gì vậy? Đau. Người dẫn đường
Rõ. Anh muốn làm gì? Thái quân muốn hỏi chuyện ông ấy. Tự dân không sao đâu. Ông lão, ông nói hắn là thổ phỉ. Nếu để tôi tra ra hắn là người thôn dân của trại các người, thì tôi sẽ đốt cả trại, dồn sống tất cả. Thái quân nói rồi, nếu hắn không phải là thổ phỉ mà là thôn dân của các người, thì sẽ đốt cả thôn và chôn sống tất cả. Nếu thái quân nghi ngờ thôn dân tôi giết hại hoàng quân, thì bây giờ thái quân có thể bắn chết tôi. Tôi tình nguyện dùng cái mạng già này để chứng minh thôn dân tôi trong sạch. Thái quân, ông ta nói ông ta nguyện chết để chứng minh sự trong sạch của mọi người. Ông nói hắn là thổ phỉ. Vậy sao lúc con trai ông kết hôn lại mời hắn tới tham dự? Hắn là thổ phỉ thì sao con trai của ông kết hôn lại mời hắn tới chứ? Nếu chúng tôi không mời hắn tới thì hắn có thể tha cho chúng tôi sao? Thái quân, ông ta nói nếu họ không mời hắn thì hắn sẽ không tha cho họ. Được rồi, tôi tin hắn là thổ phỉ. Nhưng mà ông phải nói với mọi người, hoàng quân chúng tôi có ý tốt. Mọi người phải giúp đỡ hoàng quân. Còn nếu đối đầu với hoàng quân thì chúng tôi sẽ giết từng người một. Thái quân tin hắn là thổ phỉ, nhưng mà phải nói với họ, nếu họ còn dám mạo phạm hoàng quân thì hoàng quân sẽ giết hết từng người một. Mọi người, binh sĩ của đế quốc Nhật Bản đến chỗ chúng ta là để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đừng mạo hiểm tính mạng đối đầu với họ nữa. Nếu không, họ sẽ giết hết chúng ta. Mọi người, chúng ta hoan nghênh họ đến giúp đỡ chúng ta. Mọi người, cha tôi nói đúng, hảo hán không chịu thị trước mắt. Chúng ta cứ nghe lời cha, vỗ tay đi. Rút quân. Nhất định phải tìm ra kẻ đánh lén hoàng quân. Người dẫn đường kia rất khả nghi. Phải, thái quân, chúng ta bắt buộc phải coi chừng ông ấy. Bảo cha mẹ của A Đào tạm thời rút khỏi trại này trước. Cha, A Đào không thể chết oan. Con nhất định phải báo thù. Thù chắc chắn phải báo, nhưng mà tính mạng mọi người còn quan trọng hơn, không thể lỗ mãn. Vậy chúng ta không thể ngồi yên để mặc quân Nhật được. Bây giờ quân Nhật đang tức điên lên, lúc này vẫn nên nhẫn nhịn trước. Cha, ngày mai cha đừng dẫn đường nữa.
quá nguy hiểm. Không đi thì không biết rốt cuộc họ muốn làm cái gì. Con thấy họ xem địa hình rồi đánh dấu, chắc chắn là có âm mưu. Bản đồ đánh dấu giấu trong hộp da trên người của Nhật, phải nghĩ cách. Nếu Hướng Dương anh họ con ở đây thì tốt quá. Phải, A Hà, sáng sớm ngày mai con hãy vào thành tìm anh họ con, nói cho cậu ấy biết chuyện quân Nhật tới chỗ chúng ta, để cậu ấy liên lạc với đảng Cộng sản. Trên đường phải cẩn thận. Nhưng cái gì? Người ta đã là vợ của con, con còn gì phải lo lắng nữa chứ? Hữu Dân, bây giờ là lúc nào rồi? Sao con còn suy nghĩ lung tung? Anh à, cha nói đúng. Trong lòng của em chỉ có mình anh thôi. Anh đừng lo, có được không? Hữu Dân, con cứ âm thầm bám theo quân Nhật. Lúc ra tay tuyệt đối phải cẩn thận, không thể để xảy ra chuyện nữa. Nếu không, con sẽ hại mọi người trong thôn. Dạ, con nghe lời cha. Vô dụng, một đám vô dụng. Lệnh cho họ bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn, điều tra rõ kẻ tập kích, làm rõ tất cả mọi chuyện. Nếu không, tương lai sẽ là mầm họa. Rõ. Thái quân, đến quân Bát Lộ cũng không nhận ra chúng ta. Vẫn phải cẩn thận. Dạ. Tôi thấy người dẫn đường hơi khả nghi. Ngài Kawano, quá trang không phải là cách lâu dài. Chúng ta không thể mặc đồ của dân địa phương mãi được. Nhưng mà bây giờ nơi chúng ta tìm được vẫn chưa được lý tưởng. Chúng ta nhất định phải tìm mọi cách lôi kéo người dân để họ hỗ trợ chúng ta. Vậy mới tiện cho chúng ta triển khai công tác sau này. Hôm qua Yamamoto gửi điện báo để nói là điện đài của chúng ta có thể đã bị lộ, tình báo hôm qua đã bị loạn, tạm thời ngừng sử dụng điện đài. Tôi sẽ đích thân đưa tình báo. Ngài Kiko, làm vậy quá nguy hiểm. Không, làm vậy là để an toàn. Bọn họ không ngừng che giấu thân phận, che giấu tai mắt mọi người. Chắc chắn là có tình báo quan trọng muốn đưa ra ngoài. Này này, để tôi giúp cho anh. Thái quân muốn giúp anh gánh củi. Hèn chi. Thái quân, đừng đi nữa. Tại sao thế?
Thái quân hỏi, tại sao lại không đi? Nhà tôi ở đây. Thái quân, nhà anh ta ở đây. Hèn chi, nhầm rồi, xuống đây. Được, được. Nào, bỏ vào nhà đi. Tôi, để tôi giúp mọi người. Thái quân giúp các người làm việc. Hoàng quân rất tốt. Cô, đừng hoảng sợ. Tôi, bạn của mọi người. Phu phụng sơn thượng, nhân gian khải, kim địa dân gian, tạo quá minh. Mệnh vận khảm kha, phi quán hận, chân kim nê một, tổng phục quánh. Xin hỏi có thể giúp tôi chụp ảnh được không? Tất nhiên. Bắt ai trước? Tạm thời đừng động tới người phụ nữ. Bắt người cầm tin trước. Rõ. Cấm động đậy. Chúng tôi chỉ là liên lạc đơn tuyến. Tôi thật sự không biết là ai trà trộn vào. Nội dung cụ thể của tin tình báo là gì? Đây là bí mật. Tôi chỉ phụ trách truyền tin, không có quyền biết nội dung. Gián điệp ở Quý Dương còn có nhiệm vụ gì? Liên lạc với ai? Chuyện này tôi càng không biết. Dừng.
nghỉ ngơi tại chỗ. Rõ. Đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy mà chẳng bao lâu sau sẽ trở thành căn cứ không quân của hoàng quân chúng ta. Trước khi nơi này bị bắn phá, chúng ta cố gắng tận hưởng đi. Thái quân, con rùa. Không phải, ba ba. Thái quân, khốn kiếp. Thái quân, tôi không có ý đó. Tôi nói là có con ba ba. Rùa kìa. Nổ chết các người. Cái gì thế? Ông lừa gạt hoàng quân. Thái quân, tôi nào dám. Ông là lương dân, là bạn của hoàng quân. Bây giờ nói cho tôi biết vụ nổ ban nãy là thế nào. Thái quân hỏi vụ nổ ban nãy là như thế nào. Đó không phải là bom, đó là trẻ con dùng để đánh cá. Thái quân đã vô tình chấm phải. Để tôi đưa ngài đi xem thử. Chính là cái này. Quay về. Dạ. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa đi được bao lâu, cứ chờ tiếp. Chúng ta không thể chờ quá lâu. Lúc cần thiết, dùng điện đài liên lạc lại. Không phải bộ tư lệnh bảo chúng ta cố gắng hạn chế à? Nếu đặt vụ ở Quý Dương không có được câu trả lời từ đặc vụ tên Da Hê mà chúng ta bắt được thì chắc chắn sẽ sinh nghi. Nhưng mà chúng ta không phá được mật mã điện đài, cũng không hiểu được tình báo, càng không rõ nội dung cụ thể tình báo là gì. Chúng ta tiếp tục xin cấp trên hỗ trợ, chắc chắn phải làm rõ. Tuyệt. Chúng ta lại có thương vong. Nhất định phải giấu việc chúng ta có thương vong. Nói với Kiko, đã chọn được vị trí sân bay. Tôi vẫn cảm thấy người dẫn đường có vấn đề, không hề thành thật. Chúng ta còn cần tới ông ta, đừng gây thêm phiền phức.
Cũng chẳng có gì ngon, em ăn đi. Ngon lắm rồi. Đây, ăn đi. Anh họ à, anh cũng ăn đi. Anh ấy đối xử với em tốt chứ? Rất tốt. Tốt là được. Nếu lúc đầu em đi theo anh thì anh họ. Em hiểu ý của anh. Nhưng mà bây giờ em đã kết hôn, anh cũng làm cách mạng, chẳng phải tốt lắm rồi à? Rất tốt, rất tốt. Chúng ta không nói chuyện xưa nữa. Ăn đi. À phải, lần này em tới là vì có một chuyện rất quan trọng. Là chuyện gì? Mấy hôm trước quân Nhật tới thôn chúng ta, nghe cha nói họ đang tìm một nơi đất trống. Đất trống. Dịch được rồi, dịch được rồi. Anh Dương, đây là em họ tôi. Không sao, cậu cứ nói đi. Quân Nhật phái một tiểu đội vào Quý Châu, ở trong một thôn tên là Ban Gia Trại, nhằm khảo sát địa hình, xây dựng sân bay để chuẩn bị cho quân Nhật xâm lược. Nhưng hành động bị tập kích. Điện báo do đặc vụ ẩn núp ở Quý Dương tên Kiko gửi. Tốt quá rồi. Phải rồi, cấp trên chỉ thị chúng ta bắt Kiko. Lần này tập kích quân Nhật là người của Ban Gia Trại. Kiko này chính là người phụ nữ lần trước. Anh họ, mau chóng hành động đi. Em sợ cha và hữu dân sẽ gặp nguy hiểm. Xin cấp trên hỗ trợ. Tôi đi tổ chức bảo vệ thôn dân. Lần này đến lượt anh họ của cậu ra mặt rồi. Làm đặc vụ suốt nửa đời người cũng nên cống hiến cho quốc gia chứ. Thế nào, cậu có thể hạ quyết tâm không? Không được thì chúng ta đổi. Không sao. Nếu không phải tôi sợ để lộ thân phận thì tôi sớm đã giải quyết anh ấy. Cả ngày ức hiếp người dân. Lần này để cho anh ấy đi gặp người Nhật. Được. Khốn kiếp, khốn kiếp. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô gái xinh đẹp. Khốn kiếp. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Cứu mạng. À đó, à đó, là tôi. Anh Hữu Dân. Chuyện này cũng không thể trách anh Hữu Dân. Không thể nhìn A Đóa bị người ta chà đạp. Đám súc sinh này đáng chết ngàn lần. Nhưng mà các con đã từng nghĩ tới chưa? Nếu Cao Quan Nô phát hiện thiếu người thì chắc chắn sẽ xoát thôn. Tới chừng đó, chuyện này không thể giấu được bao lâu. Chúng ta phải sớm có chuẩn bị. Các con mau quay về, chia nhau hành động. Mài dao nhanh lên. Một khi quân Nhật phát hiện, đưa phụ nữ và trẻ con theo đường sau núi, chúng ta liều mạng với chúng. Được. Ôi.
Bây giờ chúng ta đã xác định được địa hình, rất thuận lợi, dễ ẩn nấp. Bây giờ chúng ta chỉ đợi hội hợp với Kiko mà thôi. Henki, lần hành động này của chúng ta tuyệt đối không thể để bất kỳ ai tiết lộ ra ngoài. Rõ. Thái quân, có phải thổ phỉ lại tới rồi không? Chưa chắc đã là thổ phỉ, có thể là thôn dân. Báo cáo Thái quân, tìm được một lưỡi liềm. Người dẫn đường. Chú quý, quân Nhật tới rồi. Cha, hữu dân, cha con mau đi đi. Không, cha, cha đi trước, để con ở lại, đừng nói nữa. Cứ làm như chúng ta đã bàn, mau đi đi. Đi, cha, bảo trọng, mau đi đi. Thái quân, tìm tôi có chuyện gì? Thái quân, mau ngồi đi. Thái quân, vào nhà ngồi đi. Lại có chuyện gì thế? Giả vờ. Ông còn giả vờ à? Là... Thái quân, chuyện này là dẫn đi. Đi. Mau lên. Cẩn thận. Đằng sau theo sát một chút. Anh hữu dân, mọi người đã an toàn rời khỏi. Đi, mau lên. Gửi điện báo cho Kiku. Đã xác định được địa hình. Chúng ta hội hợp ở Quý Dương. Ở đây sẽ không có ai để lộ tin tức. Rõ. Henki, giết hết thôn dân. Rõ. Tập hợp.
Giết hết thôn dân. Rõ. Bên phải quay. Xuất phát. Mau lên. Có thể chúng ta đã bị lộ, bắt buộc phải lập tức di chuyển. Cậu xuống trước, tôi lập tức xuống ngay. Dạ. Hành động. Báo cáo, không phát hiện thôn dân trong thôn. Báo cáo, không phát hiện thôn dân. Biến mất hết rồi à? Khốn kiếp. Người Trung Quốc xảo quyệt. Tôi đích thân dẫn người tiêu diệt bọn chúng. Ngài Henki bớt giận. Thái quân, theo như tôi phân tích, thôn dân tự dưng biến mất, khẳng định là có âm mưu. Âm mưu à? Âm mưu lớn cỡ nào cũng không địch lại súng của hoàng quân Nhật Bản. Henki, chia ra hành động. Rõ. Ngài Kawano, vậy còn tôi? Ngài Henki. Ngài Henki giỏi giỏ, vẫn nên theo ngài Henki. Ngài Henki. Ở đây. Người Trung Quốc xảo quyệt, đuổi theo. Đúng là khốn kiếp. Đuổi theo. Trưởng quan, ở bên kia. Đi. Giết. Lên. Thank you.
Bên này, đi. Ngài Henki, tìm được ngài rồi. Người Trung Quốc xấu xa, nơi này quá nguy hiểm. Tôi đến bảo vệ ngài. Khốn kiếp, hoàng quân Nhật Bản trước giờ không sợ nguy hiểm. Khốn kiếp, khốn kiếp. Khốn kiếp. Bên này. Lên, đuổi theo. Lên. Đi. Phía trước chính là trại. Các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chia ra hành động. Hai người bảo vệ A Hà, hai người theo tôi. Đi. Đốt cho tôi. Bên này. Tha mạng, tha mạng. Tôi là người Trung Quốc. Đây là số tiền mà tôi ăn chặn của các người. Tôi cho cậu hết. Tôi... Cha cậu bị nhốt trong nhà bác cậu. Tôi chỉ biết có như vậy. Xin cậu đừng giết tôi.
Cậu sẽ chết không toàn thây. Cha! 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 Tiểu Hổ, quân Nhật đuổi tới rồi. Cậu dẫn về phía nhà xí, tôi nổ chết chúng. Được. Ra đây! Các người là ai? Chúng tôi tới từ Quý Dương. A Hà, A Hà về rồi à? Anh! A Hà! Không ngờ mọi người là người của đảng Cộng sản. Đúng. Anh à! Cha đâu? Cha đâu? Cha mất rồi. Cái gì? Cha mất rồi à? Cha mất rồi à? Không ngờ quân nhân đế quốc Nhật Bản chúng ta lại bị một đám thôn dân hoàn toàn không có tố chất quân nhân đánh bại. Lần này chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Khi một dân tộc ý thức được mình sắp diệt vong thì sẽ có sức phản kháng cực lớn. Ngài Kawano, địa hình đã được quyết định. Chúng ta phải vào thành hội hợp với Kiku. Bản lĩnh không tệ. Ngài Kawano, vì sao chúng ta không đi đường lớn mà lại đi đường mòn? Người Trung Quốc xảo quyệt, đường lớn chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy. Chúng ta cứ đi đường này, đi đến hội hợp cùng Kiku. Được. Đè chúng ta.
轻声悠悠，还是那盏米酒，香满了衣袖。蓦然转身回首，他已经远走。